Mới đây, trên mạng xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh to tiếng cãi vã giữa hai người đàn ông mặc đồng phục ngành công an và một người phụ nữ tại nhà của chị này ở huyện Ninh Giang, Hải Dương khiến dư luận xôn xao. Cự cãi càng lúc càng căng thẳng, sau đó một trong hai người mặc đồng phục công an dùng tay túm cổ áo người phụ nữ lôi lên xe máy, trong khi người còn lại quay xe và cầm lái. Được biết, hai người nói trên là chiến sĩ công an huyện Ninh Giang, sự việc gây ồn ào xảy ra tại nhà anh Hà Văn Thưởng, SN 1975, trú tại thôn Ngọc Hòa, xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang, vào sáng 10/1. Người phụ nữ xuất hiện trong đoạn clip chính là vợ anh này, chị Nguyễn Thị Liền, 35 tuổi. Theo phản ánh của anh Thưởng, vào buổi sáng ngày 10 tháng 1, khi vợ chồng anh đang có mặt tại nhà thì có hai người tự xưng là cán bộ đang công tác tại công an huyện Ninh Giang, một người mang quân hàm thiếu tá, một người mang quân hàm thượng sĩ, yêu cầu được làm việc với chị Liền về việc vay nợ giữa vợ anh và quỹ tín dụng nhân dân xã Vĩnh Hòa. Tại đây, chị Liền cho biết chị không có liên quan gì đến chuyện vay nợ lãi của ai cả. Sau đó, một cán bộ công an mang quân hàm thượng sĩ có đưa ra cho vợ chồng anh Thưởng một tờ giấy triệu tập và yêu cầu chị Liền phải đi cùng hai người này ngay. Khi nghe thấy chị Liền nói vậy, cán bộ mang quân hàm thiếu tá đã vào kéo chị Liền từ trong bếp ra ngoài sân và yêu cầu phải lên trụ sở để làm việc. Chị Liền cho biết đang bận và không đi được. Khi chị Liền cho rằng mình không làm gì sai và không lên xe thì một cán bộ công an đã có hành vi túm cổ áo người phụ nữ này lại để ép đi. Chiều ngày 15 tháng 1, trao đổi với báo Đất Việt, ông Nguyễn Tiến Thẩm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Giang, Hải Dương, cho biết ông chỉ được biết sự việc sau khi xuất hiện đoạn clip và đã hỏi lại phía công an huyện. Ông Thẩm cho biết, trước đây anh Thưởng làm phó giám đốc quỹ tín dụng nhân dân xã Vĩnh Hòa và đã xin nghỉ việc cách đây hơn một năm. Tuy nhiên, trong thời gian đương nhiệm, vợ chồng anh Thưởng có nhờ người khác đứng tên vay tổng số tiền lên đến hơn 900 triệu đồng nhưng sau đó không thể chi trả. Do đây là tiền của dân, mất tiền của dân nên chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý việc này, Chủ tịch huyện Ninh Giang cho biết thêm. Tôi hỏi lại anh em thì bảo không có gì. Ông Nguyễn Xuân Thiêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hòa thông tin thêm trên báo Đất Việt, do anh Thưởng không trả được số tiền đã vay của quỹ tín dụng nên giờ đã chuyển sang nợ xấu, nợ quá hạn. Công an huyện mời mấy lần vợ chồng anh Thưởng lên làm việc nhưng cũng không hợp tác nên lực lượng chức năng mới phải vào tận nhà. Do có nợ xấu nên anh Thưởng mới tự viết đơn xin nghỉ việc. Ông Hoàng Kim Thái, trưởng công an huyện Ninh Giang cho biết, đơn vị này đã nắm được thông tin về vụ việc và đang trong quá trình xác minh, làm rõ.